phiên bản mới nhất năm 2020 của GPX Demon 150G ra mắt với điểm nhấn đặc biệt là sự nâng cấp về động cơ với hệ thống phun xăng điện tử thay cho sử dụng bình xăng con trên mẫu cũ. Bên cạnh đó là các tùy chọn bộ tem mới bắt mắt hơn. Một điểm khác biệt nữa, tuy nhỏ nhưng vẫn rất thú vị, đó là vần bánh sau của phiên bản mới thì có màu đen, trong khi vần bánh trước thì sẽ là tùy chọn giữa màu vàng hoặc là màu đỏ trùng với màu sắc của bộ tem. Với những thay đổi và nâng cấp như vậy, thì liệu GPX Demon 150G có đủ sức thu hút cạnh tranh với những mẫu xe Sportbike khác trong phân khúc như R15 V3, GSX R150 và CBR 150R hay không? Trong vlog này, chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho câu hỏi này. Đầu tiên là về hãng xe GPX, thương hiệu đến từ Thái Lan. Nhưng qua quá trình trải nghiệm và nghiên cứu thì theo mình thấy thực chất đây là một sản phẩm của Trung Quốc đội lốt hàng Thái để tạo cái sự tin tưởng cho người dùng. Khi chất lượng sử dụng, linh kiện phụ tùng và độ hoàn thiện của các mẫu xe đến từ hãng GPX thể hiện là tương đương với những người anh em đến từ Trung Quốc, đây là một điều mà chúng ta không thể bàn cãi. Ngoài ra, ngay cả phần thiết kế thì cũng là một sự sao chép của các hãng xe Trung Quốc khác với tên gọi là Longxin. Có thể thương hiệu Longxin này nghe vẫn rất là lạ lẫm đối với nhiều bạn, nhưng nó đã xuất hiện ở nước ta từ rất là lâu rồi với những sản phẩm cực kỳ nổi tiếng dưới cái tên như là rim tàu, quay tàu, v.v. Quay lại với thiết kế của GPX, các bạn sẽ nhìn thấy một sự tương đồng rõ rệt ở đây như là Longxin GP300 so với GPX Demon 150G hay là Longxin HR7 so với GPX Razor, rồi Longxin GX300 so với mẫu xe vừa ra mắt là GPX Mark 300, vân vân. Như vậy, GPX Demon 150G tỏ ra yếu thế hẳn so với các đối thủ khác trong phân khúc đến từ các hãng nổi tiếng của Nhật Bản như là Yamaha R15 V3, Suzuki GSX R150 và Honda CBR 150R, trong khi mức giá của em nó đang là 64 triệu. Đây là một mức giá không hề rẻ so với GPX R150 bản không ABS là 66 triệu và R15 V3 đang có mức giá rất tốt là 70 triệu. Cá nhân mình thì đã có một vlog riêng để nói về những lỗi vặt thường hay gặp phải trên mẫu xe GPX Demon 150G. Mình sẽ để link ở cuối phần video cho các bạn tham khảo. Tóm lại thì với mức giá không hề rẻ đến từ một thương hiệu Trung Quốc, chất lượng hoàn thiện thấp và trang bị thua thiệt như vậy thì đương nhiên cá nhân bản thân mình sẽ không lựa chọn GPX Demon 150G. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý kiến riêng của bản thân mình mà thôi. Nếu mà chúng ta phải tìm một điểm cộng nào đó cho Demon 150G thì chính là cái phần thiết kế theo kiểu dạng mini Sportbike, phù hợp với những bạn có chiều cao hạn chế hay là những bạn nữ có cá tính mạnh. Vậy còn các bạn thì sao? Các bạn có sẵn sàng mua GPX Demon 150G hay không? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới phần video cho mình biết nhé. Hẹn sớm gặp lại các bạn ở những vlog tiếp theo. Ooh, I do you do 'cause I'm feeling so cool.